vật nào thì bọn mình sẽ lấy đồ vật đấy. Rất là thú vị có phải không nào? Các bạn ơi, vòng đầu tiên là anh Quẩy với cả Anna sẽ ném vào các đồ chơi nhá. Và bật mí cho các bạn biết nhá, các bạn hãy theo dõi hết video để xem vòng tiếp theo nhá. Vòng tiếp theo là ném vào đồ ăn đấy, ngon lắm các bạn ạ. Nào, chúng ta hãy xem anh Quẩy với Anna bắt đầu nhá. Bây giờ hai anh em sẽ quẩn đồ ti đi. Quẩn đồ ti. Hả? Anna sẽ được ném trước nhá. Các bạn ơi, Anna bé hơn nên chúng mình sẽ ưu tiên vạch gần hơn nhá. Còn anh Quậy lớn hơn nên anh Quậy sẽ đứng vạch xa hơn đấy. Nào Anna ơi, có chuẩn bị chưa? 1, 2, 3, bắt đầu. Wow, tiếc quá. Một chút nữa thôi là vào con lợn nhá. Rồi Anna ơi, mình đi ra để cho anh Quậy lượt tiếp theo nào. Đấy các bạn ơi, bây giờ đến lượt anh Quậy nhá. Không biết là anh Quậy có ném được không nhỉ? Bắt đầu. Wow. Anh Quậy ơi, lần sau chúng mình sẽ dùng lực mạnh hơn một chút nha. Đây mới là sấp xỉ một chút vào máy bay thôi. Nào, Anna ơi, có sẵn sàng chưa? Chân Anna cả hai chân đều đứng ở dưới cho mẹ. Đúng rồi, chúng ta phải tuân thủ luật chơi nào. 1, 2, 3, bắt đầu. Anna dùng lực mạnh hơn chút. Wow. Các bạn ơi, vô cùng tiếc. Các bạn, thì tôi xin lỗi cái vòng của Anna ném được vào cái thùng xe thùng rác đây. Ồ, tiếc quá Anna ơi. Lần sau chúng ta sẽ cần chính xác hơn một chút đấy nha. Rồi Anna mang vòng ra cho anh Quậy tiếp theo nào. Yeah. Các bạn ơi, chúc mừng anh Quậy. Thế là anh Quậy đã được chiếc máy bay đầu tiên rồi. Đúng là hôm nay anh Quậy mặc áo màu cam thì lại được chiếc máy bay màu cam nhá. Nào Anna ơi, anh Quậy đã được rồi. Bây giờ Anna cố gắng lên nhá. Anna bắt đầu nào. Ui. Các bạn ơi, hất được chú lợn đồ chơi ngã rồi. Nhưng mà chú lợn đồ chơi lại không ở trong vòng của Anna rồi. Bây giờ đến lượt anh Quậy nha. Nào anh Quậy ơi, bắt đầu thôi. Wow, tiếc quá. Nào Anna. Các bạn ơi, Anna phải dùng lực mạnh hơn nhá. Wow, các bạn ơi, như thế này có chấp nhận cho anh Quậy không? Đương nhiên là chấp nhận cho anh Quậy rồi. Yeah, chúc mừng anh Quậy với xe trộn bê tông. Các bạn ơi, Quậy rất là vui. Đúng rồi. Nào các bạn ơi, với thử thách này có vẻ rất là khó cho Anna, nên bây giờ mình sẽ vạch ra một đường ngắn hơn nữa cho Anna. Rồi, Anna xong chưa? Vậy Anna đứng vào nhá. Nào, 2, 3, bắt đầu nào. Ôi đã cho Anna với cái cự ly ngắn hơn rồi nhưng mà vẫn chưa vào. Anna chưa có duyên với mấy chú lợn này rồi. Có lẽ là Anna sẽ có duyên với những đồ ăn về sau đó. Nào, tiếp theo là anh Quậy nhá. Cự ly của Anna đã ngắn hơn một nửa so với anh Quậy rồi đấy. Bắt đầu. Ôi một tình huống rất là tuyệt vời. Chiếc vòng xoáy ở xung quanh cái máy bay, tưởng là chiếc vòng sẽ ngả sang bên tay trái, không ngờ chiếc vòng ngả sang bên tay phải. Thế là hứng chọn luôn chiếc máy bay màu vàng. Chúc mừng anh Quậy. Nào Anna ơi, bắt đầu nào. Yeah, chúc mừng Anna. Với chú lợn đầu tiên, Anna đã được một chú lợn đầu tiên rồi. Bây giờ đến lượt anh Quậy nha. Anh Quậy ơi, cố lên. Wow. Những đồ chơi này đang ở rất là xa nên anh Quậy cũng hơi khó khăn đấy các bạn ạ. Anna ơi, mình đã đến lượt rồi nhá. Bắt đầu. Wow. Với những đồ chơi ở gần thì có vẻ là dễ cho Anna rồi đấy. Nào anh Quậy ơi, bắt đầu. Yeah, chúc mừng anh Quậy được chú lợn siêu to khổng lồ. Nào Anna ơi. Yeah, chúc mừng Anna. Vậy là chúng ta còn hai đồ chơi nữa. Để mà ném vào được hai đồ chơi này á, phải đòi hỏi rất là khó. Đấy là Anna chứ cũng không phải là đồ chơi. Không phải là gì nhưng mà đầu mình. Nào. Wow, tiếc quá các bạn ạ. Yeah, các bạn ơi, chúc mừng cho Anna. Nào anh Quậy ơi, còn một đồ chơi cuối cùng nhá. Không biết đồ chơi cuối cùng này sẽ về tay ai đây. Bắt đầu nào.
Wow! Một cú ném cực kỳ tuyệt vời. Cho anh Quẩy một tràng vỗ tay to hơn nữa nào các bạn ơi. Anh Quẩy được nhiều đồ chơi thế, 5 đồ chơi rồi. Còn Anna, Anna được 4 đồ chơi. Anna cũng chẳng kém gì anh Quẩy mấy đâu. Anna ơi, cố gắng lên nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến lượt thứ hai, đó là ném vào đồ ăn. Đồ ăn được phần thưởng mẹ. Đúng rồi, té này té các bạn ơi. Đích của chúng ta sẽ là ba đồ ăn này nhá. Hai gói bim bim màu vàng và màu xanh nhìn bắt mắt quá. Và ở giữa của chúng ta sẽ là hai cây kẹo mút. Đây có phải là kẹo mút không nhỉ? Đây là kẹo cầu vồng. Vì là nền của chúng ta ở đây là nền cát, cho nên đồ ăn chúng ta sẽ không thể để ở dưới được. Chị đã dùng cái giá đỡ này để đồ ăn của chúng ta nhìn sạch sẽ hơn đấy nhá. Các bạn ơi, cũng với cự ly như cũ, bây giờ chúng ta sẽ ném nhá. Vòng vừa rồi là Anna bị ít hơn, cho nên bây giờ Anna sẽ được ném trước nào. Anna ơi, bắt đầu nào. 1, 2, 3, bắt đầu. Ôi, xa quá. Các bạn ơi, xin nó bị trúng vào. Đúng rồi, bây giờ đến lượt anh Quậy. Bắt đầu. Tiếc quá. Nào, bây giờ đến lượt Anna nhé. Các bạn ơi, đến khâu đồ ăn các bạn ấy hứng khởi quá nên tốc độ có vẻ nhanh hơn rồi đấy. Nào, bắt đầu. Wow, tiếc quá. Anh Quậy ơi, mình chuẩn bị nào. 1, 2, 3, bắt đầu. Yeah, anh Quậy đã được 2 chiếc kẹo 7 sắc cầu vồng. Wow, chúc mừng anh Quậy. Sở thích của Quậy là ăn kẹo. Nhưng chúng ta nghĩ tới không sâu răng nha. Nào. Ôi, Anna tiếc kìa. Bởi vì Anna đã nhắm vào 2 chiếc kẹo 7 sắc cầu vồng này ngay từ lúc đầu rồi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cố gắng ở hai gói bim bim nhá. Các bạn ơi, Quậy làm anh, Quậy chết cho Anna một cái. Yeah. Em làm anh, tính là em chống rờ bim bim, thì em sẽ cho anh cùng. Đúng rồi, chúng ta phải biết chia sẻ với nhau nhỉ. Bắt đầu nhá. Yeah. Anna đã được gói bim bim đầu tiên. Chúc mừng Anna nhá. Rồi, anh Quậy bắt đầu nào. 1, 2, 3, bắt đầu. Yeah, chúc mừng anh Quậy. Trò chơi của bọn anh em mình đã kết thúc rồi. Nhà bạn nào có vòng thì hãy chơi thử trò này nhé.